jungle. Chết rồi, đồng hồ chưa chạy. Đồng hồ chưa chạy. Chưa chạy, xem này. Địch mẹ ơi, không mẹ còn được nói nữa. Chạy nhau hiểu mày. Chạy nhau. Chim Lan đâu rồi, sống đi. Chim Lan ơi. Hay quá. Hay quá nhờ. Hay quá. Hay quá. Mày lên em. Cho lên thế. Mày lên. Gà mày lên. Gà mày lên. Có điện thì khỏe mới bao nhiêu cà phê đây anh. Khỏe mới đây. Mày lên. Chạm cao. Chưa. Lùi rồi. Mày còn đừng có còn chửi nữa. Rồi ok, đi đi. Rồi qua đây chơi. Ngon rồi, ngon rồi. Thằng đây. Mạnh lên, chưa đây thằng, mạnh lên em ơi. Đây điểm rồi, chạm đây rồi. Đi lên, đi vào. Thằng cố gắng lên anh, lên vẽ luôn 5 này em đi giải đi anh. Ok rồi. Đấy, kéo chưa. Ôi rồi, lại vào, cũng lầy luôn. Bốn điểm. Chị là đâu ơi. Móc vào. Từ đi. Đừng mất thời gian, từ đi. Bốc đi Hoàng ơi. 4 điểm, mẹ 4 điểm chưa nhanh. Bốc nhanh hơn anh ơi. Bốc nhanh hơn. Đấy. 4 điểm. 4 điểm cộng ra. Nghe rồi em ơi. Hoàng rồi. Ôi mẹ. Đẹp tay rồi. Chị đường cho anh ấy. Alo. Anh rồi. Anh mình khác. Nhanh rồi. Chia dây rồi cặp luôn kìa. 2 điểm. 1-2. Lên đi nhanh lên em, mạnh lên. Mạnh lên mạnh dây. Rất đồ, cái này là rất đồ. Còn nhặt thì ok. Chạy quá bây giờ 500 mét trừ điểm. Rồi. Cố lên anh ơi. Từ từ thôi, không phải vội. Em ơi, cứ từ từ. Cứ từ từ. Không nào chế được cái khóa rồi, tôi đi. Đó. Ôi điện này khỏe thế nhỉ. Khủng quá. Anh cứ đâm điện anh khỏe thế. Alo, anh khỏe. Rồi, mắc ga luôn. Ui. Quăng mắc ga luôn. Lật. Ui, quá. Bay cổ hay quá. Còn rồi. Lên luôn. Lên cái lâu đâu được. Cái gì đấy? Điều khiển tơi. Bóc tơi không anh em nhá. Phụ tám anh em bóc tơi nhá. Đây. Mạnh lên em. Nhanh lên. Tơi. Dây ngắn đéo tơi. Hết dây rồi. Đâu tha. Kéo vào đây nào. Hết dây rồi. Máy xúc lặng lắm, đéo kéo được. Đây thì cơ mẹ móc cái đầu này vào. Móc cái đầu kia vào, đừng móc cái đầu đây. Đây, như thế đúng rồi. Rồi 6 phút đi. Trừ 4 giây đi, 4 phút. 6 điểm à? Ông còn dùng cái móc này là sai rồi. Ô, con tơi này khỏe, tơi này tơi gì mà khỏe thế em? Mông chạm dây kìa anh, không biết. Tơi này tơi gì khỏe thế? Không cần căng dây nó.
tôi đều. Tờ gì tờ gì? Mua ở đâu ấy, mua ở đâu? Tôi đều, tôi đều. Mua ở đâu? Mua ở đâu? Shopee. Shopee ở bao nhiêu tiền? 400.000. 400.000 à? Phải đéo nói nữa. Mấy đâu? Hai Alo chị ơi. Cái này bắt đầu càng ngày càng trơn này. Quanh nó đã có bùn này. Bám ra bùn, bùn lùi lại. Lùi lại, không chết đấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với phần dự thi của Hoàng Đào. Và buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng là một buổi sáng rất đặc biệt với Hoàng Đào. Buổi sáng ngày hôm nay để ý anh tôi sẽ ít có ít cười hẳn. Điều này rất dễ hiểu thôi, bởi vì giải đấu chính giải thưởng cực kỳ nhiều tiền. Chứng tỏ một điều rằng là tiền rất quan trọng với anh. Đấy. Không cần đối thiện với anh em nữa. Vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho Hoàng Đào đi nào anh em ơi.